bán bánh tráng, mì sợi, mỗi ngày thu về hơn 2 tỷ đồng. Doanh nghiệp này hoạt động chính trong các lĩnh vực sản xuất mì, mì sợi, bún, nuôi, chế biến các mặt hàng lương thực, thực phẩm. Công ty cổ phần lương thực thực phẩm Safoco SAF vừa công bố báo cáo tài chính quý 1 năm 2023. Theo đó, doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm và cung cấp dịch vụ trong quý 1 của công ty đạt gần 193,6 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm 2022. Doanh thu hoạt động tài chính đạt gần 2,4 tỷ đồng do lãi tiền gửi và tiền cho vay đem lại gần 2 tỷ đồng, phần còn lại đến từ lãi trên lệch tỷ giá đã thực hiện. Doanh thu này tăng mạnh so với mức 1,66 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái. Chi phí vốn trong quý tăng hơn 5% khiến lãi gộp giảm 8%, xuống còn 39 tỷ đồng. Khấu trừ các chi phí khác, lợi nhuận trước thuế đạt hơn 17 tỷ đồng, tương đương mức lãi trước thuế quý 1 năm 2022. Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 13,6 tỷ đồng. Trong kỳ, Safoco cũng đầu tư kinh doanh chứng khoán là 66 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 63,5 tỷ đồng của hồi đầu năm. Công ty cũng trích dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh 2,15 triệu đồng. Hiện, nợ phải trả của công ty lên mốc 102,3 tỷ đồng, trong đó toàn bộ là nợ ngắn hạn. Tổng tài sản đạt 292 tỷ đồng, tăng 6% so với đầu năm. Ngày 10 tháng 4 vừa qua, công ty cũng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền. Dự kiến, tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền là 34% cổ phiếu, tức một cổ phiếu sẽ nhận 3.400 đồng, ngày thanh toán là ngày 18 tháng 5 năm 2023. Với hơn 12 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Safoco dự kiến chi khoảng 41 tỷ đồng để trả cổ tức 2022. Safoco được chuyển đổi từ xí nghiệp lương thực thực phẩm Safoco năm 2004. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty là sản xuất chế biến và kinh doanh thương mại ngành nghề kinh doanh chính là sản xuất mì, nuôi, bánh tráng, các loại từ tinh bột, bột mì, mua bán các mặt hàng lương thực phẩm, công nghệ phẩm với thương hiệu Safoco. Năm 2006, để huy động vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2006 đã thông qua phương án phát hành thêm 5 tỷ đồng do Hội đồng Quản trị Công ty đề xuất. Tại thời điểm đó, vốn điều lệ của công ty là 27,06 tỷ đồng. Vốn điều lệ theo giấy đăng ký kinh doanh của công ty theo thay đổi mới nhất tại ngày 27 tháng 3 năm 2023 là hơn 120 tỷ đồng, tương đương hơn 12 triệu cổ phần, mệnh giá một cổ phần là 10.000 đồng. Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, tính đến hết ngày 31 tháng 3 năm 2023, tổng công ty lương thực miền Nam là đơn vị có cổ phần nhiều nhất với số vốn góp là gần 61,8 tỷ đồng 51,3%. Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn, Hà Nội góp 20,05 tỷ đồng 16,64%. Vốn góp của bà Phạm Thị Thu Hồng, thành viên hội đồng quản trị là gần 17 tỷ đồng, 14,09%, phần còn lại là do các cổ đông khác góp. Cổ phiếu SAF đã được chính thức niêm yết trên sàn HSX trong năm 2021. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu của công ty chốt phiên giao dịch ngày 12 tháng 4 ở mức 59.000 đồng cổ phiếu. So với hồi đầu năm, mã cổ phiếu này đã bay hơi 2.500 đồng mỗi cổ phiếu. Đây là thời điểm cổ phiếu đang khá ổn định. Trước đó, SAF đã có 3 phiên giảm sàn liên tục trong ngày 4,5,6 tháng 4, keo ra xuống chỉ còn 52.500 đồng cổ phiếu. Theo đánh giá của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Chứng khoán dẫn tá Việt Nam, SAF là một trong những mã cổ phiếu rất tiềm năng trong ngành thực phẩm được các nhà đầu tư quan tâm.